chào các bạn, lại là mình, chủ một sở thị đây. Thì ngày hôm nay đây trên tay mình đó là một chiếc điện thoại mới đến từ thương hiệu là Okitel. Đây là chiếc hộp của nó. Và dòng sản phẩm này đó là chiếc điện thoại là Okitel WB28. Đó, có màn hình là 6.5 inch HD+, sử dụng là Android 13, 8 nhân. ROM RAM của nó là 8GB chip và có thể nâng cấp lên 15GB. ROM là 256GB, camera sau là 48MP, camera trước là 5MP, sử dụng là 2 SIM và pin khủng 10.600mAh, hỗ trợ là bảo mật phương Tây. Và đây là tất cả những gì mà cái hộp này có thông tin. Và sau đây mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau trên tay khui hộp một sở thị chiếc smartphone siêu bền pin khủng mới được cho là khá hấp dẫn này đến từ thương hiệu Okitel nha. Và xin mời. Không, khui hộp ra, đây là chiếc máy nằm đây. Và đây là sách hướng dẫn. Đó, cáp sạc, hiện nay là cáp sạc vào Type-C. Cáp sạc Type-C. Đây là cáp sạc. Cáp sạc này là cáp sạc nhanh, chính hãng. Đây là 18W. 18W ha. Ở đây là chiếc Okitel WB28. Thông tin về cấu hình của máy nó cũng in ở trên cái miếng siêu này. Và đây là chiếc máy. Mặc dù là pin 10.600mAh nhưng mà đây có một thiết kế gọi là mỏng, được xem là mỏng ha. Được xem là mỏng. Rất là tiện lợi. Cầm vừa lòng bàn tay nè, chứ không có dày. Những smartphone khác 10.000mAh thì nó dày. Còn này 10.600 nhưng mà nó mỏng. Đây là lúc người, lúc volume tăng giảm. Đó. Và đây là cái cắm sim. Sim mình sẽ chọn ở đây. Lấy cái sim đây. Rồi. Đó. Khi mà muốn chống nước thì nào, chúng ta phải nhớ đóng chặt cái nắp này lại. Và đây là cái cắm sạc. Cắm sạc đây là cắm sạc Type-C. Và đây là dàn camera sau của nó, đó là camera 48MP. Đây là cảm biến vân tay. Và đây là đèn flash. Đây là camera trước 50MP. Và chúng ta sẽ mở máy lên. Đây là cái giao diện của Okitel. Hầu như những chiếc smartphone silver pin khủng mới của Okitel đều có giao diện nó màu tối như thế này. Hiện cái đồng hồ thì rất là cổ điển ha. Và đây là những tính năng cơ bản. Vì đây là sử dụng hệ điều hành Android gốc 13 của Google nên nó chỉ có những ứng dụng cơ bản như thế này thôi. Cần gì thì chúng ta sẽ vào Search Play tải về. Thì này cũng có camera. Camera này, camera là cái độ bình thường là 12MP. Nếu chúng ta muốn chế độ 48 thì chúng ta sẽ nhấn vào đây và nó sẽ chuyển qua chế độ là 48MP để chúng ta chụp ảnh chất lượng hơn. Đó, đây là chế độ video. Đây là những chế độ hỗ trợ cho chụp hình chuyên nghiệp. Rồi. Và để coi cấu hình chúng ta phải vào cài đặt. Và đây là nhấn vào cài đặt, chúng ta nhấn vào giới thiệu điện thoại, nó sẽ hiện được cái cấu hình máy ở đây. Đó. Chúng ta muốn tăng RAM thì chúng ta sẽ nhấn vào RAM và chúng ta bật lên. Chúng ta có thể tăng thêm 5GB nữa, 7GB nữa là thành 15GB cho vấn đề về RAM. Chúng ta cần những đồ RAM lớn để chơi game. Và đây là chiếc máy Okitel WB28. Thì đây là một chiếc smartphone siêu bền, pin khủng, cấu hình mạnh, giá rẻ chứ không có mắc, chỉ khoảng chưa tới 5 triệu. Chúng ta có thể sử dụng được một chiếc smartphone siêu bền, pin khủng để thỏa sức phục vụ cho công việc. Đó, cũng giống như là vui chơi, giải trí. Đó. Thì kéo xuống này nào, đầy đủ hết tất cả mọi cái tính năng hỗ trợ ha. Rồi, nếu các bạn có gì cần thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới, mình sẽ làm clip và hướng dẫn tất cả các bạn cụ thể về chiếc Okitel WB28 siêu bền pin khủng giá rẻ này. Vâng, xin ân ái và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip trên tay một sở thị lần sau.